Chậm thôi, chậm thôi, chậm chậm thôi. Trùng chân kìa, số 64. Cái chân sao của con kia không nè. Nó chắc cái xương rồi. Nó chạy. Gắng lên Phiên ơi. Lên Phiên ơi. Đi đi đi. À, ông đoạn đó bảo đây ông đoạn. Quá nhộn nhịp. Dừng lại, dừng lại. Mới vừa này. Con nào anh? Không chơi bỏ thi. Vào. Anh rất quay lại sân thi đi. Nó chạy không nổi, nó phải chốt á. Không, bây giờ hết rồi, bà vào đứng thôi, đứng trong sân thi thôi. Dương dắt nó cho nó vào. Thể lực nó kém. Anh em đi chậm ạ, đi chậm nhé, đi chậm ạ. Em quay chó mà. Anh cứ quay ổng, anh quay ổng thì dễ mắng luôn. Giờ là ngày mai nó đi. Ba con phía cuối chúng ta cho vào trong sân. Anh Tuấn ơi cho em quay nhá. À.
Hơi ồn, hơi ồn. Đâu? Ba con chạy một. Chưa. Để đi đều chứ làm gì. Đợi cho đám luôn đi cho đều. Sau nói ngay nghỉ nên nghỉ để cho người ta lấy sức người ta làm việc. Thì working class thì ban tổ chức sẽ nghỉ một tiếng thoải mái, một tiếng để ăn cơm. Thì tất cả sẽ cho chó nghỉ ngơi. Anh em chúng ta ăn cơm xong một tiếng chúng ta sẽ quay lại tiếp tục cuộc thi. Kêu ba con kia chở trong đây. Ba cái con. Bố, nè, kêu anh ta nói gì cũng nghe chứ. Chạy đi ạ, anh em ta bắt đầu chạy nhanh ạ. Ngồi xuống mấy ông bên kia, ngồi xuống đây chắc sợ gì hết. Bên kia không nhìn thấy gì hết. Tất cả chó vào trong sân. Hai thứ tự có chó vào vị trí tiếp tục chờ vào trong sân đi kìa. Lên đây, lên đây, lên đây. Anh đang đứng đầu sân, đứng ở đó. Quên. Muốn lên đầu không được thì cứ đứng đằng sau. Alo. Mic pin này hết mic chưa? Alo. Pin này tay thôi. Cầm cờ là cứ thích chạy đường vui. Thay pin đi. Alo. Alo. Ừ. Có một đôi này. Nó vừa thay rồi. Nó vừa thay. Nhưng mà của Hải trả lại. Alo. Được rồi, được rồi. Giọng anh nó cứ ngắt quãng ấy chứ anh bảo mic hỏng. Có thể chụp em biết kiểu anh không? Bây giờ đi chặn từng bước nha. Gọi ra chị. Thưa quý vị, trong sân chúng ta hiện nay là nhóm chó đực trên 15 tháng tuổi.